Xin chào bạn, chào mừng bạn đến với Cơm Quay TV. Đây các bạn ơi, mình lại có mặt rồi mọi người ạ. Chào mừng anh Liên trở về. Đấy, thực ra thì các bác cứ hỏi là anh Liên đâu, anh em mình đã thông báo rõ ràng là đi vào trong Đắk Nông chơi rồi. Mình cả đi cả về là 10 ngày các bạn ạ. À, cũng nhớ anh em quá rồi. Hôm nay về là anh em mình sẽ chế biến một vài món về cái mâm thịt ngựa này. Đây là gồm có thịt dọi ngựa này. Cái này là một quả tim ngựa. Wow, cái phần này chắc là có 3 món rồi. Các bạn nhìn là tươi, hôm nay thịt tí tươi, mỡ vàng. Ok đấy. Hôm nay lâu ngày mình không có bếp rồi. Hôm nay mình sẽ làm 3 món. Ok, chắc chắn là sẽ có 3 món cả quả tim rồi các bạn. Có nhiều bác hỏi là cho xin số điện thoại để anh Liên vào Đắk Nông chơi. Thì gọi anh ấy ra để giao lưu. Mình tranh thủ đi thôi, vì vào đấy mình cũng đi thăm người ốm, cho nên mình cũng không ở lại lâu được. Ok. Có công việc vào đấy thôi, chứ không phải đi vào đấy để chơi. Chứ không đi đâu đâu nha các bạn nha. Đấy, còn bây giờ thì anh em mình, hôm nay anh Liên về là cho anh ấy vào bếp luôn chế biến món này nhá. Ok nhá, bây giờ anh em mình sẽ bắt tay vào làm từng món một. Ok các bạn ơi. Hôm nọ anh Liên đi thì anh em mình làm lòng ngựa các bạn. Hôm nay anh ấy về thì anh em mình ăn thịt. Thịt đắt hơn. Thịt ngon hơn các bạn ạ. Nói thịt thì trung bình ở đây các bạn ạ. Phần này là rút sườn luôn đấy. 350 một cân. Đấy. Đây là phần rút sườn đấy. Ngon nhà mỡ này vàng không? Cái phần này, cái mỡ này thơm cực luôn. Mình thích ăn cái kiểu cái phần này thôi. Bây giờ anh em mình sẽ chia phần nhá. Ở đây có 3 phần thịt. Đó là phần thịt sườn này, tim này với cả mông hoặc vai gì đấy các bạn ạ. Thì anh em mình sẽ làm 3 món các bạn nhé. Cứ chia mỗi thứ lấy một phần cứ. Không, cái này mỗi một thứ phần. Thịt đều làm một món khác nhau đấy. Ok, các bác lại xem anh Liên anh ấy chế biến như thế nào nhá. Tim này thì mình sẽ bỏ cái phần cuống tim đi nhá mọi người nhá. Mình sẽ dùng nguyên cái trái tim này thôi. Cái phần tim này thì tí nữa anh em mình sẽ cùng cái món thứ hai. Cái này thì anh em mình sẽ hôm nay sẽ làm gỏi. Đấy, bóp nộm đấy. Đấy, cái này thì anh em mình sẽ cắt ra và thái mỏng. Nộm đấy. Chất lượng chưa? Đấy, cái này anh em mình sẽ thái thật mỏng. Thái thật mỏng thì tí nữa anh em mình sẽ trần qua. Trần qua xong rồi bóp gỏi. Nộm. Đấy, anh em mình ăn to nói lớn cũng phải thái cái miếng mỏng, nhưng mà nó vẫn phải là bản to. Bản dày đúng không? Tim ngựa với tim bò, tim trâu nhìn thì giống nhau, nhưng mà ăn thì nó vẫn có cái mùi khác các bạn ạ. Ngựa nói chung là phải có cái mùi đặc trưng của cái con đấy. Anh sử dụng sả để làm gì đấy? Mình sẽ sử dụng sả để ướp luôn cái phần tim này nhá. Ướp mình sẽ cho vào ngăn mát để cho nó được thơm. Đến lúc mình trần nó sẽ giòn hơn. Ướp xong rồi cho nó thơm rồi mình mới trần đấy. Mình sẽ ướp với sả với hạt nêm thôi nhá. Cái này mình ướp xong rồi cho vào ngăn mát. Thì nếu khi nào trần thì anh em mình sẽ bỏ ra vào trần. Đấy, cái này thì anh em mình sẽ chọn 2 trong 1 trong 2 miếng này là anh em mình sẽ nướng. Anh em thích ăn nạc thì nướng cái miếng nạc này. Còn nếu mà thích ăn vừa nạc vừa mỡ thì nướng cái miếng dọi này. Anh em mình nướng miếng dọi đi. Ok. Nó có mỡ mà đúng không? Rồi. Nước xiên hay là thích nướng vỉ? Nướng vỉ. Cái tảng to đấy. Nướng cả tảng là gì? Không phải, tí nữa mình thái sau nhỉ. Cắt đôi ra để tảng to to như này để nướng nhá. Tí nữa anh em mình tẩm ướp. Xong là thái sau. Mỡ vàng kìa. Khứa chút. Đấy, anh em mình sẽ khứa này. Xong là hạt dổi. Nướng cùng. Mà mình cũng có mang một chút tiêu của trong Đắk Nông về. Dã cùng vườn. Anh em mình xin tí để chế biến luôn cùng như này. Kết hợp luôn. Được ngay. Có rổi của núi rừng kết hợp với tiêu của Tây Nguyên.
Đây các bạn ơi, quà từ Đắk Nông về đây. Đây là tiêu các bạn này. Đấy, anh ấy mang về rất là nhiều tiêu, tiêu hạt luôn. Bây giờ sẽ giã các bạn nhé. Hạt dổi của anh em mình thì cũng sẽ giã cùng luôn. Lấy lọ to đúng không anh Nhiên? Đây, lấy luôn lọ to ra dùng này. Ok. Giã hạt tiêu bạn nha. Tiêu thì mình tiêu này mới là tiêu ngon này. Chất lượng luôn. Tiêu từ vườn đấy. Từ rừng luôn này. Từ tiêu luôn. Đấy, tiêu chắc cũng chỉ bằng này thôi nha. Tiêu. Vì nó cay hát quá. Gừng, xả, hành, riếc mình cho giã luôn cùng nha các bạn. Thêm hành khô, ớt, nhìn chung là cái gia vị của món nướng này anh em mình sẽ cho nó thật là thơm và cay tê các bạn nhé. Cho thêm ít bột ngọt để giã này. Chín. Muối trắng nhá. Đấy. Khi nào xong thì anh em sẽ cho thêm tương với lại dầu ăn. Ừ. Cho một chút tương bần nữa các bạn này. Cho ít dầu mặn này. Cho dầu ăn này. Cho nhiều nhiều dầu ăn vào đổ để anh em mình ướp tí nó dễ cháy các bạn. Hạt dổi các bạn ơi. Hạt dổi thì hôm nọ mình làm muối, đảo muối đấy. Thì có giã sẵn rồi. Đảo đều lên và tẩm ướp. Ướp đều các bạn nha. Tẩm ướp nha. Tẩm ướp xong anh em mình đi đốt lửa. Mình sẽ nhờ em kỵ đi đốt lửa. Nữa được cái là anh em mình nướng. Rồi bây giờ mình sẽ thái cái phần thịt bắp này để tí nữa anh em mình tập ướp xong là xào nhé mọi người nhé. Hôm nay anh em mình sẽ xào cái món thịt ngựa với rau răm. Thịt ngựa xào rau răm. Thái mỏng mỏng tập ướp xong là chỉ khi nào mà nướng được phát là anh em chuẩn bị ngồi mâm là xào. Ôi cái này thái dọc thớ nhai cho lâu anh. Thôi cái này lại không. Ngày mai anh em lại phải đi mua miếng khác này. Hay hóc lắm. Nhìn cái miếng thịt này, chất lượng như này. Thịt ngựa thì nó chỉ màu như này thôi, nó không màu đen như kiểu sâu. Sâu được. Cái này mà nhúng tái tái thôi nhờ. Ngọt lắm đấy. Món nhúng này anh em mình làm cũng khá là nhiều rồi. Đây là món xào sẽ sử dụng này. Mình sẽ dùng tẩm ướp vào cái món xào luôn bây giờ nha mọi người nha. Mình dùng xả này, gừng này, tỏi. Đấy, rau răm thì khi nào xào thì mình chín thì mình sẽ cho vào sau. Đấy, bây giờ mình sẽ băm ba nguyên liệu phụ này để tẩm ướp vào cái phần thịt ạ. Anh em mình sẽ tẩm ướp hạt nêm nhá. Mì chính, dầu hào, để tiêu, ướp luôn mình ướp thế này thôi nha mọi người nha. Tí nữa mình sẽ phi thơm một chút tỏi và cho mắm nữa, thì nó cũng vừa rồi. Cái này anh em mình cứ tầm ướp trong vòng 3-40 phút thoải mái, cứ đợi đường nướng nước xong là anh em mình xào. Cái món bắp gỏi thì mình sẽ dùng hành tây với hành khô nha mọi người nhá. Ngâm với nước đá nha mọi người nhá. Đấy, bắt chanh vào nước đá. Ngâm để cho nó giòn. Giòn và trắng hơn này.
Đây cái phần rồi. Thịt đã ướp để bây giờ anh em mình mang đi trần nhá. Rồi, sau khi để tủ lạnh nhá mọi người nhá. Đấy, nước cần sôi rồi, anh em mình sẽ trần luôn. Ok mọi người ơi, cái này anh em mình trần vừa chín tới đấy nhá mọi người nhá. Ăn thế này hay chín nữa. Đấy, anh em mình trần ok rồi nhá. Đấy, tắt bếp để nguội, anh em mình sẽ bóc. Ok, cái phần này nguội rồi thì anh em mình sẽ cho cái phần hành ngâm đá này vào nha mọi người nha. Đấy. Xong rồi anh em mình sẽ cho gia vị vào để bóp. Sẽ bắt thêm một quả nước cốt chanh vào đây nữa nha. Tạo vị chua. Hạt tiêu này. Đó. Mì chính. Anh em mình sẽ không lấy độ cay của ớt mà anh em mình sẽ cho trộn thêm tương ớt vào mọi người nha. Tương bần nhá. Tương bần này em cho ít thôi, nó cũng mặn. À, thêm mắm nữa. Cho thêm cái phần rau sống. Rau húng này, mình lại ngổ gai đấy, em sẽ bóp đảo đều lên. Cái này thì mọi người có thể làm từ cách 2-3 tiếng mới ăn cũng được. Nếu mà chưa ăn thì mọi người cứ cho vào tủ lạnh ngăn mát. Từ mọi nơi đảo đều. Rồi cho ngăn mát nó sẽ giòn đấy nhỉ. Ăn nó sẽ mát hơn, đúng cái hương vị của mùa hè đấy. Mùa hè này mình cứ làm nộ gỏi này là ăn nó ok à, than được rồi, đi nướng thôi. Hai vị các bạn, lại nướng thêm. Hơi bị nhiều thịt nướng đấy. Cái này thì kê đây tặng. Thịt ngựa này thì anh em mình nướng nó sẽ nhiệt nó cao cao tí để bên trong nó hồng hào các bạn ạ. Ăn thế cho nó ngọt. Ok, giờ thì nướng thịt đã các bạn nha. Được rồi, anh em mình sẽ bắt đầu đi xào các mọi người nhá. Phi tỏi. Phần tẩm ướp nãy mình cho nhạt. Bây giờ mình sẽ cho thêm chút mắm này mọi người. Tiếp theo anh em sẽ cho thịt dừa vào này. Dừa với miếng phi nữa nhá. Đây là xào. Rồi được rồi nha, anh em mình sẽ cho rau răm vào đảo và múc lên và thái nó cái phần nướng nữa là anh em mình sẽ lên mâm. Tắt bếp. Đây là phần ngựa nướng này các bạn ơi. Phần nướng ok rồi mọi người nha. Đấy, nhìn rất là chất lượng chưa? Wow. Phần này ăn mới ngon này. Ngậy đét. Rồi bây giờ anh em mình thái cho đĩa nhá. Ủ lúc nữa này. Wow. Vẫn còn nóng mọi người ạ. Đấy, mình phải cố tranh thủ thái nóng này lên anh em ăn nó ngon. Sẽ ngon hơn, ngọt. Nướng như này thì nó vẫn còn giữ được nước này, ăn nó sẽ không khô. Như hôm anh em mình nướng ở trên lán kia thì là anh em mình nướng thái miếng nướng xiên thì ăn nó sẽ hơi khô hơn vậy. Cái phần thịt này cũng ngon nữa. Đấy, nó có ăn xen với cả mỡ. Có cả mỡ này ăn được. Nó được khô hơn. Wow. Rồi các bạn ơi. Chưa, nay mà ra nhà hàng một đĩa này thì hai anh em nhậu đủ tầm luôn rồi. Phê díu các bạn ạ. Nó có cái phần mỡ mỡ ăn ngậy lắm. Đĩa này mà ra quán thì em nghĩ là hơi tốn tiền thôi.
xay thì chắc chắn nó vẫn xay. Ở nhà thì mình được 3 đĩa này được, 3 cái đĩa thịt nướng này cơ. Rồi các bạn ơi, anh em mình đã xong rồi. Bạn muốn nhậu đây. Mình làm tí mùa hè, tí bia mát, tí măng nữa nhỉ. Có nhỉ? Có chứ. Đấy đây. Cái lọ ở dưới bếp có lọ rửa đấy. Các bạn ơi, đây là măng ớt của anh em Cơm Quê nhá, măng tre nhá. Đây là lọ 3 cân rưỡi các bạn ạ. Nhưng mà đấy, anh em mình đóng đúng zin măng là 1 cân rưỡi nhá. Đấy. Để bác nào mua thì cứ liên hệ đến số điện thoại bên góc màn hình nhá để ủng hộ anh em Cơm Quê nhá. Bao ngon. Đấy, bao ngon, bao giòn cho các bác nhá. Đây có quả mắc mật nhá để mang lại mùi thơm. Đấy, trắng ngõn luôn này. Đấy, hôm nay mình sẽ chấm với tương này thôi. Mời mọi người nhá. Giòn đét. Mời bạn nhau nha. Giòn thơm chua. Nào, cay. Mùa hè uống bia là hợp lý mọi người. Tuyệt vời nhất đúng không? Chục ngày uống bia bánh niền quá à. Ngon đấy. Chiến đấu bạn đâu? Nào đâu ngồi đây. Có ăn nữa không? Chúc mừng bạn nhá. Chấm đây à? Mình phải chọn miếng nào nó phải có thêm một tí mỡ mỡ ấy. Đây này, ví dụ như miếng này. Đó. Đây là ba chỉ nhá. Ủa, để mọi người đấy. Thơm. Ủa, mọi người nhá. Vậy á. Ừ. Mọi người. Cái này thì mình thấy nó cũng vừa các bạn. Thôi nhưng mà mình phải test cái món xào này. Đấy, cuống tim này xem như này. Chua sữa. Đấy, em chiến như cuống tim này nhá. Ừ, tròn đét. Tiếp tục. Món nộm thì nó mát. Đúng rồi, nộm đấy. Không ăn cái món nướng này là một cái miếng mỡ. Ăn một lúc mình cảm giác thấy nó ngọt, không là ăn nuốt rồi nha, vẫn thấy ngọt các bạn. Ngọt thơm mà được. Món này. Đây à? Đấy. Được. Tươi mát mùa hè luôn. Món mát hơn. Cái miếng này. Đây này. Đấy. Đấy. Nào. Có nhiều nhiều mỡ này này. Ngậy đét. Nhưng phải 3 lớp này mới ngậy ơi. Nếu mà mỡ không thì nó cũng không ngậy. Nó không lại ngậy quá mà lại. Thơm. Đây. Cái này có phần mỡ này. Mỡ nạc xen nhau. Tương gừng. Rồi. Vậy em, cái phần mỡ này là cái mỡ từ cái nạm sườn này ăn nó rau ấy, nó không đấy, nó thơm, thịt ngựa ăn nó ngậy, nuốt vào trong mình cảm thấy nó cũng ngọt 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 của, nó có cái mùi thơm dễ chịu đúng không? Xong làm thêm cốc bia nữa, chả được đấy. Hạ cốc là phải chấm ngay, chén ngay. Buông nụ đũa là chóng mặt các bạn ạ. Buông cốc được hơn luôn. Đây là phần xào. Ăn cả cuống tim kìa. Cuống tim giòn lắm. Giòn. Nộm tim nữa chứ. Nộm tim. Kiểu. Các bác có thử làm cách anh em Cơm Quê chia sẻ nhé. Đảm bảo sẽ có những gọi là món nhậu ngon. Ở đây cầm thôi em, ớt phải cầm thôi. Quả luôn. Lúc nào chả cả quả. Quả này người ta làm bảo là chỉ ăn được 2 quả. Nóng quá này anh em bắt đầu gửi áo rồi. Ông thì vừa mới ở dưới ao lên các bạn. Người ta Thanh thì ship bia. Ship vào là anh em mình phải bắt. Ship bia cũng sai. Phải thế chứ. Nói chung là có đồ ngon thì anh em mình giữ lại, nếu mà đồ không ngon thì giữ lại chỉ ăn vài miếng thôi. Nó cũng không quá là kiểu đặc sắc thì chắc là không ngồi đây đâu. Ok. Đấy các bạn mua măng ớt hay là những mặt hàng khác thì cứ liên hệ đến số điện thoại bên góc màn hình nhá. Thì anh em mình sẽ tư vấn nha. Ok, bây giờ thì cái gì vậy trời. Đấy, bây giờ thì các bạn xem video đừng quên đăng ký kênh, like, chia sẻ để bình luận nhá. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chào.